Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trích Di Phương Trinh tiết lộ lời cầu hôn đặc biệt của chồng kém tuổi. Trích Di Phương Trinh nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp, tính cách hài hước và dí dỏm. Nữ ca sĩ từng góp mặt trong các dự án như Nhà Bà Nữ, Gái Xà Đám Chiêu. Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng mạnh khi diễn kịch sân khấu và truyền hình thực tế. Trích Di Phương Trinh công khai chuyện tình cảm vào năm 2022. Sau 5 năm bên nhau, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới, nhận được nhiều lời chúc mừng của khán giả. Hôn lễ của cả hai sẽ diễn ra vào tháng 12 sắp tới. Mới đây, ca sĩ Trích Di Phương Trinh bất ngờ đăng tải bài viết công khai chuyện có người tình mới sau khi đường ai nấy đi với Bằng Kiều thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, vợ cũ Bằng Kiều viết, đã hứa với lòng là không yêu đương gì nữa vì mọi thứ cũng đang tốt đẹp mà. Ta cứ tung tăng làm những gì ta thích, đi đâu thì đi và hạnh phúc với những ta đang có. Khi mọi thứ trên đời đều yên ổn thì ta vẫn cứ mạnh mẽ thôi, vẫn là người phụ nữ. Tự lập và bản lĩnh như mọi người thường khen và ngưỡng mộ, nhưng nó như là một định mệnh là em phải gặp anh. Anh đã đến đúng lúc. Trong những chuỗi ngày đau buồn và hụt hẫng nhất trong đời, anh đã làm bờ vai cho em tựa, ở bên cạnh để an ủi và lo cho bố mẹ con em. Vòng tay anh đã mở rộng để ôm mấy mẹ con em vào lòng và cho em cảm nhận được như thế nào là tình yêu. Là một người phụ nữ từng trải, để lấy được trái tim em không phải dễ, mà lấy được trái tim của ba đứa nhỏ lại càng khó hơn. Nhưng anh đã mở rộng để ôm mấy mẹ con em vào lòng và cho em cảm nhận được như thế nào là tình yêu. Là một người phụ nữ từng trải, để lấy được trái tim em không phải dễ, mà lấy được trái tim của ba đứa nhỏ lại càng khó hơn. Nhưng anh đã làm được điều mà ít người đàn ông khác làm được. Một người phụ nữ mạnh mẽ rất khó để yêu vì họ rất ngang ngược và có vẻ bất cần. Nhưng anh đã có đủ sự kiên trì và nhẫn nại để làm cho em hiểu được trong tình yêu phải có sự hy sinh. Ai cũng nói tìm người đàn ông có trái tim đủ lớn để yêu luôn mẹ lẫn con như mò kim đáy biển, và em cũng hiểu được điều đó. Vì vậy bao nhiêu năm nay em vẫn kiếm tìm cho đến ngày em gặp được anh. Những người đeo đuổi em không ít, và phần đông họ chỉ yêu những thứ hào nhoáng bên ngoài mà họ nhìn thấy. Nhưng anh thì hơi khác người, anh toàn chọn những khuyết điểm của em để mà yêu. Và đây là thêm một lý do nữa để em quyết định gật đầu trao trái tim. Không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại em cảm thấy khoảng trống trong em bao lâu đã được khỏa lấp, và cảm ơn anh đã đến đúng lúc, đúng thời điểm khi em cần một bờ vai để nương tựa. Thay cho lời kết, vợ cũ của Bằng Kiều gắn lên nam ca sĩ và lên tiếng xin phép ông bạn chuyện có người tình mới. Xin phép ông bạn Nguyễn Bằng Kiều cho anh ấy được phụ lo và giúp em dạy dỗ các con của chúng ta khi anh vắng mặt. Anh yên tâm là tình cảm của mẹ sẽ không bị chia sẻ, mà ngược lại các con sẽ có thêm một người để yêu thương chúng. Trước những chia sẻ của ca sĩ Trích Di Phương Trinh, Bằng Kiều có hành động ngay sau đó khiến fan nể phục. Nam ca sĩ gửi lời chúc mừng vợ cũ dưới bài viết, chúc mừng bà bạn đã tìm được người đàn ông của mình. Rất vui khi các con có thêm một người cha, vì tôi tin vào sự lựa chọn của bà bạn. Gia đình thêm người, chia sẻ công khai trên trang cá nhân của mình. Bằng Kiều nhắn gửi đến vợ cũ, vậy là cuối cùng bà bạn tôi cũng tìm được người đàn ông để dựa, để bầu bạn và chia sẻ. Và quan trọng hơn, các con chúng ta có thêm một người cha yêu thương tụi. Nó vô điều kiện. Cuộc đời này không nói trước được điều gì, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của bà bạn, tin vào sự sắp xếp của bề trên dành cho chúng ta và các con, vì bà bạn tôi xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Chúc mừng bà bạn bằng lời chúc chân thành nhất từ sâu thẳm trong tim tôi, và luôn cảm ơn người đã sinh và nuôi nấng chăm sóc ba thiên thần mà đến giờ tôi sống, làm việc chỉ vì tụi nó. Một lần nữa, chúc mừng và cảm ơn bà bạn. Cộng đồng mạng cũng gửi lời chúc đến Trích Di Phương Trinh. Vì tìm được người đàn ông biết yêu thương, chia sẻ sau khi chia tay Bằng Kiều trước đó. Bằng Kiều, Trích Di Phương Trinh kết hôn từ đầu những năm 2000, sau hơn 10 năm chung sống và có 3 con chung. Cả hai quyết định đường ai nấy đi vì không tìm được tiếng nói chung. Sau đổ vỡ hôn nhân, họ vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc các con. Nam ca sĩ Bằng Kiều từng hẹn hò Dương Mỹ Linh nhưng chia tay vào khoảng năm 2017. Hiện Bằng Kiều cho biết anh vẫn độc thân. Bằng Kiều và Trích Di Phương từng có 11 năm gắn bó và quyết định chia tay khi đã có 3 con chung.
Thời điểm ấy xuất hiện luồng thông tin về nguyên nhân đổ vỡ là do người thứ ba. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng thanh minh thì họ dành cho nhau sự tử tế và cùng chăm sóc con cái. Sau thời gian dài lẻ bóng, Trích Di Phương Trinh đã tìm được hạnh phúc mới. Ngày 4 tháng 2 vừa qua, cô lần đầu tiết lộ dung mạo bạn trai, đặc biệt hơn cả là sự xuất hiện của Bằng Kiều trong bức ảnh. Nói về khoảnh khắc này, cô viết, ba người gặp nhau ở đám tang của một người thân. Ngồi ở giữa hai người đã làm mình chợt hiểu ra vì sao năm xưa mình đã lấy người bên trái làm chồng và vì sao mình lại chọn người bên phải để làm người bạn đời hiện tại. Cảm ơn sự tử tế của hai anh đã dành cho nhau. Chính sự tử tế này sẽ mang lại hạnh phúc cho những đứa nhỏ trong gia đình này và là tấm gương sáng để chúng noi theo. Hãy tử tế với đời và với người. Đời và người sẽ tử tế lại với bạn về phía Bằng Kiều. Anh không ngại chia sẻ bức ảnh và viết. Người yêu mới của người yêu cũ đây chứ đâu. Bà bạn nói chuẩn, cứ tử tế là mọi thứ cứ tốt đẹp, chả đi đâu mà thiệt không chỉ được người cũ chúc phúc. Trích Di Phương Trinh còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ mẹ đẻ Bằng Kiều. Cách đây ít giờ, giọng ca hải ngoại đăng tải bức ảnh chụp cùng mẹ chồng cũ trên trang cá nhân, đồng thời thể hiện sự cảm kích dành cho bà. Chuyện khó tin nhưng có thật, không những chồng cũ chúc phúc khi vợ cũ có tình yêu mới, mà mẹ chồng cũ cũng vui mừng cho con dâu cũ của mình. Mẹ nói, mẹ mong con lúc nào cũng hạnh phúc, mẹ mừng cho con, phải thật vui, thật hạnh phúc con nhé. Cảm ơn những lời chúc của mẹ, con là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong lúc này, nhưng không phải với tình yêu mà con đang có, mà do sự tử tế và sự quan tâm của gia đình chúng ta dành cho nhau. Vợ cũ Bằng Kiều xúc động, có thể nói, Bằng Kiều và Trích Di Phương Trinh là cặp đôi hiếm hoi trong showbiz giữ được mối quan hệ thân thiết sau ly hôn. Họ không ngại xuất hiện chung trong những chuyến du lịch cùng ba cậu con trai và luôn dành những lời tử tế khi nói về đối phương.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.